Con sẽ tập trung vào tỉnh tư duy cho cô nhá. Nghĩ trong đâu đây? Ừ, đúng rồi, nghĩ trong đâu đây, tính ra kết quả nhá. Chuẩn bị 3 cộng 6 trừ 4 cộng 2 trừ 7 cộng 1. Ừ, 1 cộng 1 5 bằng mấy? 6 là làm chính xác. Bây giờ cô đọc là con tưởng tượng luôn, không hỏi lại nhá. Chuẩn bị 4 trừ 3 cộng 8 trừ 9 cộng 1 3 5 bằng mấy? Giỏi thế, 9 là đáp án chính xác. Một câu nữa này, chuẩn bị 8 cộng 1 trừ 4 cộng 2 trừ 7 cộng 3 5 bằng mấy? Chùi giỏi thế. Cô khen bạn.